Rồi. Bắt đầu. Nhà thần mến, hôm qua chúng ta được học về âm y y ngắn rồi đấy. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại một chút rồi chúng ta sang âm u. Hôm qua có mấy từ chú ý trong bài tập nhất là Hoàng Anh nhé. Hôm qua anh thấy em bảo đấy, đọc y ngắn thì đọc nhanh nhưng mà phát thôi, chỉ phẩy một phát thôi. Ngắn thì Y nhanh một phát, phẩy một phát là xong. Hình hình như kiểu hôm qua Hoàng Anh nhỉ? Hình hình anh thấy em đọc hơi kéo dài. Hình đúng không? Hình 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 đấy, phẩy một cái thôi, được chưa? Nào mình thực hành luôn nào anh em, đứng đứng lên tí đi, có đứng được không? Nếu đứng được thì là tốt nhất. Nào, hình đấy, bình 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 đấy, hơi hóp bụng vào một tí, đặt một tay trái lên bụng này, xong tay phải vẫy một cái, hình hình hình. Nào to nhá, nào to nào, hình bình fish. Nào fish 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 đấy, fish ok. Begin 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 hai bạn, begin 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 phải nhanh nhất thôi. Begin 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 begin, nếu mà trọng âm thì là begin đấy, nhưng mà begin đấy, begin vậy đi nhá. Nào begin 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 đấy, begin begin đấy, nhanh này begin đúng không? Begin begin vậy luôn đấy, ngắn lên nhanh lên nhá. Okay. Hôm qua Hoàng Anh cái từ thêm cái từ six, em six là nhẹ nhá, cái này six là nhẹ, six six đấy, six đúng không? Six đấy, mình đọc là six cả sao thôi chứ không đọc là six nhá. Six 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 nhớ rồi nhá, six 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 six. Thế mình đọc âm như này thì mình sẽ đọc chuẩn là six cờ sờ luôn, có âm k với ms six đúng không? Six trong câu thì mình chỉ đọc là six. Ok six six. Đây là câu này, có từ miss Smith is thin, miss Smith is thin đấy, có câu mình gặp từ miss, gặp từ miss này không chưa? Nghe một câu chuyện cười nhá anh em, một câu chuyện cười ngắn ngắn rồi cái dùng từ của tiếng Anh. Rồi anh em biết đấy, miss này có nghĩa là gì? Miss là cô giáo. Miss là cô gì cơ? Cô gì? Cô chưa lấy chồng. Cô chưa lấy chồng, thế còn cô lấy chồng rồi gọi là gì? Ở đâu ấy? Miss and miss. Câu trong ảnh hôm trước ha. Sao ạ? Nào, chưa nào, cô lấy chồng gọi là Mrs. đúng không? Vâng. Thế còn cô lấy chồng rồi mà cô chưa lấy chồng mà có con thì gọi là gì? Quá, à không phải. Single mom. Miss. Cô chưa lấy chồng mà có con. Miss. Gọi là mistake. Thôi. Mistake. Okay. Mistake biết mistake là gì không? Lương biết mistake lỗi. Là gì không? Là mẹ đơn thân. Sai lầm ấy. À thế à? Mistake là sai lầm ấy. Ok. Mrs. Miss. Mrs. And mistake. Miss. Mrs. And mistake. Ok. Rồi nào. Miss. Miss. Mọi người repeat after me nhá. Yes. Miss. 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 Nào, submit đây, submit này mình phải lè lưỡi ra nhá. Miss. Đấy, submit lè lưỡi. Âm th ở cuối là mình phải lè lưỡi ra. Miss. 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 Is. Now is. Is. I am having a love heart. Is. Miss. Okay, now is or no? Is. Is.
Hoàng Anh nghe, chú ý nghe đấy, nghe nhiều cái video anh gửi đấy, mình để cho nó âm y nghe. Khi mình nghe nhiều ấy thì nó sẽ ngấm được cái âm đấy vào người mình, vào đầu mình thì phát âm nó sẽ khác, nó sẽ cả mình sẽ quên được cái âm tiếng Việt ấy. Mình nếu như mà mình không có cái điều gì mới vào ấy thì mình vẫn cứ sử dụng những các cái cũ, tức là em sẽ phát âm giống giống của tiếng Việt đấy. Nên là mình nghe cái mới nào, nghe đấy cái video anh gửi bảo của cái cô phát âm nước ngoài, cô phát âm đấy thì mình nghe nó chuẩn nước ngoài đấy. Thì nghe nó sẽ, khi mà mình nghe âm thanh mới vào đấy, âm thanh lạ mới vào thì dần dần não nó mới quen dần với âm thanh đấy. Còn nếu không mình cứ sử dụng của tiếng Việt thôi, đúng không? Đó, không hẳn là y đấy, phát âm không hẳn là y đâu, y ngắn nó không phải là y. Đấy, nghe cái âm điện thoại tắt mic rồi. Anh Thoại ơi, bật mic. Bật mic đi. Ok, anh nghe. Anh Thoại. Chắc cùng chờ anh Thoại một chút nhé. Thiết bị của anh Thoại đang. Anh Lương có điều gì muốn nói thì cứ nói đi ạ. I am very cool. Nhưng mà Diêu ở trong nhà mà. Ừ, dạ, dạ anh mát quá. Đang lạnh, gió nó lùa. Sao không đóng cửa vào ạ? Yeah. Nhà này là nhà hàng. Why don't you close the door? Close door. Window. Hôm nay thì em đang ở trên Thái Nguyên đi một sự kiện cùng với công ty. Mấy người thôi. Thì hiện tại là đang ở khu vực nhà sàn và đây là dưới nhà sàn. Còn trên nhà sàn thì mọi người đang ngủ. Hôm qua ngày tối rừng núi và em cũng hơi sợ mấy con gì đó. Cháu sói nó ăn thịt đấy. Thôi. Ok, keep coming, we come back, right? Ok, thầy Thoại đã vào. So, myth is thin. Myth is thin. Everyone repeat now. Miss Smith is thin. Bình Quỳnh đọc vẫn vừa xong câu vừa xong đấy cũng hơi ấy quá. Miss Smith is thin. Miss Smith is thin. Anh em chú ý phải nghe cái cô đấy cô nói để cho nó ngấm, nhớ ngấm vào nhá. Nó ngấm vào thì phát âm nó mới chuẩn được. Rồi, ok, next. So, gym. Gym. Chu miệng hay là chu miệng không? Gym. Gym. Đấy. Đấy, không hẳn là y đấy nhá. Gym. Là ư ê ê đấy. Gym.
Picture. Là cái âm ca ở đây mình hơi mình chặn lại là vẫn có âm ca nhá, mình chú ý là vẫn có âm ca ở đấy. Đấy, mình gần bật âm ca thì mình chặn lại vẫn phải có nhá. Thế là mình không bật ra hẳn là. Chú ý nào đợi đã nào. Khi mà mình đang nói ấy, thì các bạn chú ý dừng lại một tí để nghe nhá. Kiểu nó chú ý, mình cần phải chú ý cái trong cái từ đấy. Peak đấy. Tức là âm ca bình thường thì mình đọc là peak đúng không? Đấy, nếu mà có ending sound. Còn ở đây thì nó ở giữa nên là mình vẫn phải có một chút là peak đấy, gần chặn nó chặn lại một tí. Gần phát âm ca thì mình dừng lại. Đấy, xong chờ peak. Đấy, chuẩn bị phát ra thì dừng lại nhưng mà chuyển sang âm chờ luôn. Picture. Đấy. Nó thành picture đấy. Mình nghe nó thành pick nhưng mà không phải hẳn là pick đúng không? Pick. Đấy, P thôi. P xong mình chặn lại âm khờ. Đấy, picture. Peach. Peach. Tiếng Anh mình nói giọng cửa giọng thấp xuống một tí. Anh Hoàng Anh cố gắng nếu mà đẩy được giọng thấp xuống một tí đó. Giọng phải tông trầm này. Peach. Tông trầm gì đó. Picture. Jim is in the picture. Đấy, tức là cái việc của mình phát âm chuẩn ending sound nữa ấy, thì khi mà về sau này ấy, mình quen thì nó sẽ tự động cái chỗ này nó có cái linking sound ấy. Mọi người nhớ cái linking sound. Jim is in the picture. Đấy, Jim is. Nó nối âm thành Jim is. Jim is in the picture. Nó sẽ tự động nó nối ending sound. Mình không cần nhớ quy tắc kiểu lấy quy tắc gọi là cứ từ ending sound đằng trước đúng không? Nó là phụ âm và đằng sau nó là nguyên âm thì mình phải nối đúng không? Mình không phải nghĩ là nối nữa. Mà mình cứ đọc chuẩn vào thì là tự động nó nối. Đấy, không cần nhớ quy tắc là à đấy, tôi nhìn thấy chữ I đằng trước và chữ M đằng trước nên tôi phải nối. Mà đấy, mà mình cứ đọc chuẩn là tự động nó nối. Đấy, nhớ cái học khi học phát âm là mình nó là như thế. Đúng không?
Đúng Jimmy is in teacher, right? Jimmy is in picture. Jimmy is in picture. Đấy, cái đọc sửa từ từ thôi. Xong mình đọc nhanh lên. Jimmy is in picture. Tăng tốc độ lên là tự động nó sẽ nói. Đấy, mọi người về nhớ luyện nhiều vào. Không phải là cứ chỉ là đấy thì làm video là để có bài tập để chúng ta cùng quan sát như thế thôi đúng không? Còn chúng ta hãy đầu tư thời gian để học nhiều, luyện các câu này, đọc đi đọc lại nhiều vào nhá. Hãy đọc đi đọc lại nhiều vào nó như thế. Chỉ cần thuộc một câu này thôi đúng không? Trong cái câu này là nó có một, thứ nhất là từ vựng này. Thứ hai là ngữ pháp. Đấy. Ngữ pháp mình chỉ cần thay thế thôi. Thay thế cái từ vựng đấy vào. Là thành một câu hoàn chỉnh rồi. Lần sau thì chỉ cần là thoại is thin đúng không? Đấy. À, như miss is thin là thoại is thin. Đấy, thay chỉ cần thay người vào lựa được. Đấy, là is đúng không? Giờ nếu mà cứ số ít thì là is. Nó là như thế, đơn giản như thế thôi. Ngữ pháp mình dùng các câu giao tiếp đơn giản đấy, nên là mình cứ học thuộc các câu này vào. Nhớ học thuộc lòng rồi nhá. Quay video mà không cần nhìn vào sách nữa là tốt nhất. Được không? Không cần nhìn vào tài liệu nữa. Rồi, next we have bring Em có một lớp học chị ạ. Ring. Âm r là chú miệng nha. Âm r chú miệng. Ring. Em đi sao là ngờ là âm r. Bring. Bà là bà. Bring. Bring nữa rồi, ok. Bring. Bring. Đấy, ngờ đấy nhá. Đọc hết các âm. Nhìn thấy âm nào, đọc âm đấy. Bring. Bring. Rồi, ok. Chicken. 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 Trọng âm một tí. Hôm qua. Chicken. Hoàng Anh cái từ chicken này hôm qua đọc là gì đấy? Nghe không ạ? Chicken. Đây, mình đánh trọng âm chicken. Chicken. Đó, anh em giơ tay lên đánh trọng âm nào. Chicken. Đấy, chicken. Chicken là đánh trọng âm của nó. Chicken. Hai âm. Đấy, chỉ cần phải lên vảy xuống một cái là mỗi âm một cái. Nó nhanh đúng không? Đầu âm mình ngắn. Chicken. Chicken. Paw. Chicken. Cái này âm four âm bình thường mình đọc là four, nhưng trong trường hợp này nó lại giảm âm đi ấy, nên nó sẽ thành mình có lúc thì thấy nó là lúc đọc là o ấy. Đấy, nên là cái này nó gọi là nó giảm âm đi. Nó từ này nó không phải trọng âm đi, nó không trọng âm, cái từ này nó không quá quan trọng ấy, nên là mình giảm âm đi thành cái fur. Fur. Nó four fur đều được. Đấy. Mình đều hiểu hết. Fur. Four đều được nhá. Dinner. Chicken. Đấy, mình cứ đọc thế thôi, là tự nó lại nối âm vào ấy, tự mình nghe nó sẽ thành nối âm chicken,
chicken, chicken. Chicken. Mình nghe nó thành chick. Nghe chicken. Thành chick nhưng mà không phải là chick. Chicken. Đấy. Chicken. Chỉ là chi thôi, chicken. 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 Green. Nó nối với nhau. Mình đọc trở như thế là tự nối với nhau. Rồi, chicken. 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 Bring chicken for dinner. Bring chicken for dinner. For dinner. Bring chicken for dinner. Bring chicken for dinner. Next we have listen. Listen. Mình chỉ cần chỉ cần là ly thôi đúng không? Ly thôi. Listen. Khi mà nó giảm âm đi ấy, tu nó sẽ đọc thành tơ. Yeah. Listen to the. Nó lướt đi thôi, để cho nó nhanh ấy. Trong câu, listen to this ridiculous. Listen to this ridiculous. This ridiculous. 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 Không đọc là ridiculous mà ridiculous. Ridiculous. Thì nó sẽ là thành như nó thành như là âm y ấy. Đấy, ridiculous. Q q q q chỗ đấy. Ridiculous. Ridiculous. List. Nè, list, list. Lisa ta thôi nhá chứ không phải là list. Đấy. List. Right, okay. List. Listen to this ridiculous list. Listen to the ridiculous list. Ridiculous. Nhớ âm S là không bao giờ được bỏ ending sound. Các ending sound khác trong câu ấy. Các ending sound khác trong câu thì mình có thể bỏ được. Nhưng mà âm S không thể bỏ được âm S. Có S là vẫn phải đọc S nhá. Ví dụ. Listen to this ridiculous list. Right. Ending sound cuối cùng thì mình cũng sẽ bật. Còn nếu ở trong giữa câu ấy, các ending sound thì mình có thể bỏ. Ending sound khác thì mình có thể bỏ nhưng mà âm S là không được bỏ âm S. Now listen to this ridiculous list. Ridiculous list. Listen to this ridiculous list. Thằng Anh lại listen. Ridiculous. Listen. Listen, sợ nhẹ thôi. Listen. Đấy, tối qua anh nói chuyện với anh, listen, em đọc là listen. Đấy là listen, sợ nhẹ. Listen. Sợ nhẹ, đó là sợ nhẹ mà.
Đang anh đọc là sờ nặng đấy. Em hay kiểu listen. Listen. Đấy, đây là sờ nhãn rồi. Listen. 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 Đấy, đúng rồi. Listen. Nhã rồi. Ok. Next, the. The. Lại lẻ lưỡi nào. The. The. Pretty. 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 Pretty, đúng không? Pretty. Pretty. Em rồi. Nhìn đúng từng thứ, âm nào nhìn thấy âm nào thì đọc âm đấy. Pretty. 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 Nhưng mà đọc Anh Mỹ nó sẽ đọc là T. Đấy, mình nhìn thấy âm này nó sẽ lại biến thành âm D này. Pretty. Âm T mà đứng giữa hai nguyên âm đúng không? Pretty. Thì chúng ta sẽ đọc thành âm D đấy. Đó. Pretty. 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 Y nào? Y Paris, y Paris đúng không? Làm y nhá. T sau đó. T thế này. Nó cũng là y. Nó cũng là nguyên âm. Y y này, hai âm y đây. Pretty đây. Y y đây. Nhờ better nhá. Better này. Thế mình phải nhớ bên à, mình phải nhớ phiên âm à? Không bảo cứ nói nhiều lên. Cứ nói nhiều lên. Cứ nhiều khác này. Đó, mình thành à không ai ơi của nhà bên này của nhà chủ ban đầu thì là mình nhớ quy tắc là như thế còn nhớ thì nhớ không nhớ thôi của nhà mình nhớ này mà nhớ đâu mình chia đọc thế rồi cho nhà chủ tại sao dần dần thì anh tự nhận thấy bản thân anh là khi trước thì mình học mọi người nói như thế quy tắc là cứ ở giữa như thế là đọc nhưng mà mình không cần nhớ quy tắc đấy cả sau này tự động mình nghe nhiều nó nhớ và mình dần dần khi mà mình thấy mà mình nói nhiều ấy nó quen cái từ đấy rồi, tự động nó cũng sẽ thành lời ra. Pretty, nó sẽ nhẹ. Nó nhẹ hơn là pretty. Nó lười. Pretty. Thì thế là gọi là tiếng Anh lười đấy. Pretty. 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 Yeah, pretty. Ok? Pretty. 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 Đúng rồi. Pretty. 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 Ok, next. With women. 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 Women, đúng không? Women. Women. Ở đây từ là women, đúng không? Women. Chắc là chắc chỗ này. Phiên âm của mọi người là gì? Women, đúng không? Y, đúng không? Y, đúng không? Vâng. Rồi đấy, là y, nó là women nhá. Women. Đúng không? Women. 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 Đấy, nhớ chị nhớ nào. Women. Nhớ thế còn đây là số nhiều hay số ít nào? Nhiều. Số ít. Số ít hay nhiều? Số nhiều. Số ít. Nhiều. Nhiều. Women nhưng mà có phải women đâu. Đúng rồi, đây là số nhiều. Được chưa? Những phụ nữ. Đây là những phụ nữ. Man đấy, M-E đấy, còn woman đấy, man với là ít được đúng chưa? Đúng rồi. Đấy, các em nhớ là man là số ít, còn e là số nhiều. Với cả nếu mà theo cách âm, tức là lúc hồi trước, cái đoạn này anh cũng bị lẫn lộn này, cũng không chưa nhớ là man là ít hay nhiều đấy. Nên thì mình nhớ là theo cách phiên âm với cách đọc ấy, thì we lại liên hệ sang cách là we là chúng tôi ấy, chúng tôi thì sẽ là số nhiều. Đúng rồi. Cách đọc như thế, đấy là một cách nhớ hồi trước mình nhớ như thế. Đấy, đúng rồi. Mì mỉn, còn nếu mà... Thế cái kia đọc là gì nhỉ? Còn kia đọc là woman. Women. Cái này là women. Women, ok. Women. Women. Cái đó là women. We là chúng tôi. Mean là bom. Women. Nữ là bom. Ôi. Nè. Lấy gì á? Nó là gì vậy? Nè. Are. Are. Are.
là tờ R. Nó quên thả lòng miệng thôi, không phải busy. Không phải căng miệng nữa, âm lại âm bình thường thôi. Busy. Đừng thả lòng miệng đâu. Busy. Không phải kéo căng miệng như âm y kia đâu, nhẹ thôi đúng không? Busy. Đấy, thả lỏng cái này em busy. Đấy. Busy. In. The gym. Đấy. Gym. 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 Giờ chưa miệng này là chưa miệng này. Gym. Quỳnh ạ. Gym. Sao nào? Chỉnh chu miệng vậy đấy ạ. Chơi. Chu miệng ở đấy đúng rồi. Ok Trang, ok. À, kênh ạ. Gym. Now the pretty women are busy in the gym. The pretty women are busy in the gym. Đấy. Anh em nói hôm nay thì mình lấy một tí thôi, hết thời gian rồi. Nhưng mà đã tỉnh từng âm rồi. Ban đầu nó sẽ đi chậm đấy, mình chỉnh luôn cái phụ âm rồi, đúng không? Các phụ âm đấy thì mình gặp từ nào cũng chỉnh luôn như thế. Thì dần dần sau này lặp lại cái âm đấy thôi, phải trong câu ấy, cái phần sau ấy. Đó thì dần dần cái phần sau sẽ đi chậm được. Anh em nhớ là tập lấy các câu này đọc thuộc lòng vào, xong là nhớ đặt khẩu hình miệng đúng, cứ chậm chậm rồi đúng vào là được. Hôm nay cũng phải đến đây thôi, anh em tiếp tục nào, tập lại vài lần nữa, đọc lại lần nữa nào. Cứ chậm chậm thôi. Miss is thin. Check được. Miss is thin. Nào bây giờ hay mỗi người đọc một câu đi. Nào Quỳnh đọc trước câu đầu tiên nào. Miss. Không nghe thấy nhỉ? Lại cái to nào. Miss is thin. Rồi, nhớ vẫn là mọi người nhớ nghe lại cái câu đấy nhỏ nhiều vào cho nó ngấm cái âm y nó. Quên cái âm y của tiếng Việt đi. Quên y tiếng Việt đi. Đừng hẳn là y, không hẳn là y đâu. Nào Hoàng Anh ạ, Hoàng Anh câu tiếp theo. Jim is in the picture. Jim is in the. Yeah. Jim is in the picture. Jim is in the picture. Jim is in the picture. Không phải là pic nhá, chỉ là picture thôi. Picture. Jim is in the picture. Đấy đúng không? Cứ picture thế rồi đúng không? Picture. Nó tự thành pic. Mình đọc là pi thôi nhưng mà nó tự thành pic.
Rồi tiếp theo là đến nào Trang câu tiếp theo. Bring the chicken for dinner. Okay. Bring chicken for dinner. Chicken. Chicken. Đấy, kìm chứ lại cần nhá. Ok, chicken. Mình đọc là cần, ok, cần cũng được. Đấy, nhưng mà đọc cần cũng được. Chicken. Mình đang đọc chuẩn thì tốt nhất là cứ đọc. Chicken for dinner. Sau này đọc sai là vừa. Bring. Bring right. Chicken for dinner. Bring. Right. Okay. Okay, next. Lương nốt câu nữa nào. Now listen to this ridiculous list. Lương đọc thế nào? Listen to this. Lương phải nhớ đầu tư nhiều thời gian đọc hơn anh em. Ridiculous. Đấy nhá. Ridiculous. Lặp lại là phải nghe nhiều vào. Ridiculous. Ok nhá. Hôm nay thì anh em có được nghỉ hết không? Nghỉ hết không? Không, phải đi đá. Đi đá à? Về xong mình cũng bạn kia bạn gọi cũng